Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Người bạn tri kỷ là người được thu hút bởi tâm hồn bạn hoặc bản chất tinh thần thực sự của bạn. Các mối quan hệ tri kỷ, hài hòa và được nuôi dưỡng sâu sắc trên bình diện tinh thần. Người bạn tri kỷ của bạn sẽ được thu hút bởi bản chất rạng rỡ của bạn và sự cam kết nhiệt thành với mục đích tâm hồn của bạn trước khi bạn được sinh ra linh hồn của bạn đã đồng ý làm việc và trải nghiệm cùng nhau để phục vụ cho một ý định thiêng liêng cao hơn tìm được tri kỷ là một quá trình khó hay dễ tùy thuộc vào cách bạn thực hiện đối với một số người có thể căng thẳng và đau lòng trong suốt cuộc hành trình và đối với những người khác nó có thể dễ dàng ấm áp và thú vị hành trình của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của bạn và cách bạn chọn để tương tác với thế giới xung quanh nếu bạn vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình hoặc bạn nghĩ rằng bạn đã tìm thấy họ nhưng bạn chưa chắc chắn Hãy lắng nghe hướng dẫn sau đây. Một trong nhiều trong số này có thể áp dụng cho bạn. Nếu bạn nhìn thấy bất kỳ đặc điểm nào trong số những đặc điểm này bên trong con người mình thì bạn có thể thấy rằng người bạn tri kỷ của bạn đang ở gần bạn, đang chờ đợi ở phía bên kia của sự chuyển đổi nội tâm của bạn. Đầu tiên, bạn chưa sẵn sàng về tâm lý để cùng một người bạn có thể không muốn cô đơn nữa nhưng bạn cũng có thể không sẵn sàng ở bên ai đó khi bạn cảm thấy cô đơn hoặc nghi ngờ điều đó khiến bạn suy yếu hơn và nó tạo ra một vòng phản hồi điều này có nghĩa là cô đơn thực sự có thể dẫn đến cô đơn nhiều hơn bạn có thể làm gì bắt đầu tương tác nhiều hơn với cộng đồng của bạn thay vì cố gắng tham gia vào các mối quan hệ ngay lập tức đi từ một mình hoàn toàn sang một mối quan hệ hạnh phúc lành mạnh có nghĩa là một bước tiến rất lớn đừng xem nhẹ quá trình chuyển đổi này hãy kết nối với những sở thích yêu thích của bạn và những người tham gia vào những sở thích đó người bạn tri kỷ của bạn sẽ muốn ai đó có căn cứ hay lớp đầy cuộc sống của bạn với các hoạt động diễn ra trong cộng đồng của bạn. Thứ hai, bạn đang vô thức thu hút nhầm người. Người tri kỷ của bạn sẽ được thu hút bởi tín hiệu tâm hồn đích thực của bạn, một sự rung cảm cụ thể bắt nguồn từ trái tim và tâm hồn của bạn và là duy nhất đối với bạn. Vấn đề là nó bị bao phủ và bị bóp méo bởi các lớp năng lượng không thực sự là bạn gần như tất cả mọi người đều kìm nén cảm xúc những cảm xúc mà bạn không muốn thừa nhận cảm nhận và thể hiện đã tích tụ trong suốt cuộc đời của bạn bạn có thể đã nhận ra nỗi sợ hãi cảm giác tội lỗi hoặc nỗi buồn từ người khác và bạn có thể mang nó theo bên mình bức tường cảm xúc bị kìm nén này không chỉ chặn tín hiệu tâm hồn của bạn mà còn truyền những cảm xúc đó ra thế giới, năng lượng thu hút năng lượng. Điều này có thể giải thích cho một số người tức giận, buồn bã hoặc sợ hãi mà bạn tiếp tục gặp phải. Thứ ba, tiềm thức đang bóp méo tín hiệu linh hồn thực sự của bạn. Tiềm thức của bạn được tạo ra trong 7 năm đầu tiên của cuộc đời bạn chúng ta tải xuống mọi thứ trong môi trường mà không có bộ lọc bao gồm niềm tin thái độ thói quen và hành vi của gia đình chúng ta con người thật của bạn không ở trong tiềm thức của bạn không phải bạn không phải ở đó thứ tư bạn lặp lại các mối quan hệ do niềm tin tiềm thức mối quan hệ của bạn là một tập hợp những niềm tin tiềm thức mà bạn đã hấp thụ từ thời thơ ấu về đàn ông phụ nữ tình yêu quyền lực sự chính trực và người bạn có thể tin tưởng nó bao gồm các chiến lược phòng thủ tự động của bạn để tránh bị thương khi bạn chưa nhận ra thông điệp và chữa lành nên nó cứ lặp đi lặp lại nó thu hút các vấn đề về mối quan hệ thời thơ ấu giống nhau lặp đi lặp lại được ngụy trang bằng những kiểu khác nhau. Nó không phản ánh cách thể hiện của tình yêu thương vô bờ bến mà bạn thực sự có ở sâu bên trong. Thứ năm, bạn không ở trong tâm trí của mình 90% thời gian. Hầu hết mọi người chỉ hoạt động từ tâm trí tỉnh táo từ 5 đến 10% thời gian. Đây là lúc bạn nhận thức đầy đủ trong thời điểm hiện tại và đưa ra những lựa chọn lành mạnh. 90% thời gian còn lại, cơ thể của bạn ở trạng thái tự động, trong khi tâm trí của bạn ở trong quá khứ hoặc tương lai, liên tục lặp lại các mẫu suy nghĩ. Khi tìm thức tiếp quản, bạn dễ bị phản ứng tự động khi cảm xúc của bạn được kích hoạt. Thứ sáu, bạn đang ở không đúng nơi. Bạn chỉ gặp được người bạn tri kỷ của mình ở nơi mà bạn thuộc về nơi nào khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái và được là chính bạn ở những nơi đó bạn có khả năng gặp người bạn tri kỷ của mình rất lớn thứ bảy bản ngã của bạn thích sự quen thuộc hơn là sự hài hòa mặc dù tâm trí tỉnh táo của bạn muốn một người bạn một người yêu nuôi dưỡng tâm hồn nhưng bản ngã của bạn lại muốn những gì quen thuộc tại thời điểm này trong cuộc sống bản ngã của bạn là một chương trình cũ kỹ lỗi thời nằm trong tiềm thức của bạn đó là cơ sở dữ liệu về niềm tin và phản ứng được lập trình nó không phải là sự thật của bạn công việc của bản ngã của bạn là bảo vệ và duy trì danh tính ban đầu đó và sẽ cố gắng hết sức để thực hiện công việc của mình bản ngã trong tiềm thức không quan tâm bạn đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau trong các mối quan hệ của mình bởi vì tâm trí không thể cảm nhận được cảm xúc khi tín hiệu tâm hồn của bạn bị bóp méo vì vậy những gì bạn thu hút là những người bạn cùng bản ngã những người có cùng vấn đề ở cấp độ tiềm thức hãy làm tan biến những lớp giả tạo đó bằng sức mạnh của tình yêu thương vô hạn là cốt lõi của con người bạn hãy để tâm hồn bạn tỏa sáng như ngọn hải đăng và tri kỷ sẽ tìm thấy bạn những người bạn tri kỷ rất đáng theo đuổi đến cùng trời cuối đất chỉ cần đảm bảo rằng khi bạn đến đó đổi lại bạn cũng xứng đáng và bạn có thể sử dụng những lời khẳng định tích cực sau đây để thu hút tri kỷ của bạn tôi tin tưởng sâu sắc rằng tôi sẽ thu hút được tri kỷ của mình tri kỷ của tôi được tôi thu hút mạnh mẽ tâm trí của tôi hoàn toàn tập trung vào tri kỷ của tôi tôi đã kết nối sâu sắc với tri kỷ của mình tôi luôn tỏa ra một năng lượng yêu thương và mời gọi những người khác được thu hút bởi tôi vì năng lượng tích cực của tôi tôi xứng đáng tìm được người bạn tri kỷ của mình người bạn tri kỷ của tôi và tôi đã được định sẵn để ở bên nhau có một mối ràng buộc không thể phá vỡ giữa tri kỷ của tôi và tôi tôi sẽ tìm thấy tri kỷ của mình và chúng tôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi tôi ở bên tri kỷ của mình nhiều hơn mỗi ngày tôi sẽ thu hút tri kỷ của tôi một năng lượng yêu thương tích cực đang phát triển giữa tôi và tri kỷ của tôi tôi bắt đầu cảm thấy sâu sắc rằng tôi sẽ sớm gặp được tri kỷ của mình năng lượng giữa tri kỷ của tôi và tôi mỗi ngày một mạnh mẽ hơn tôi tin tưởng nhiều hơn mỗi ngày tôi sẽ tìm thấy tri kỷ hoàn hảo của mình tri kỷ của tôi đang bắt đầu cảm nhận được sự kết nối của chúng tôi tôi sẽ biết tri kỷ của mình ngay khi chúng tôi gặp nhau tôi tin vào khả năng thu hút người bạn tri kỷ của mình tôi thấy thật dễ dàng để truyền năng lượng tích cực và yêu thương cho người khác tôi có thể cảm nhận sâu sắc rằng có một người đặc biệt mà tôi muốn ở cùng ấm áp yêu thương và đáng yêu là một phần tự nhiên của con người tôi người bạn tri kỷ của tôi và tôi chỉ muốn ở bên nhau khi tôi gặp tri kỷ của mình tôi sẽ tự nhiên biết thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những thông tin hữu ích và nguồn năng lượng tích cực các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của mình bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể tương tác trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn Quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại